Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình lại quay trở lại thăm một người bạn của mình đang lái chiếc Kubota KX03. Đây chính là một con máy xúc nồi đồng cối đá, một con máy xúc có thể nói là rất là bền bỉ. Hiện tại thì anh chủ chúng ta đang tiến hành dọn cỏ và đào một cái rãnh mương thoát nước chạy dọc xung quanh cái đám ruộng này. Mời các bạn cùng theo dõi toàn cảnh cái buổi làm việc ngày hôm nay nhé.